thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại quảng trường thanh niên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón năm mới và bắn pháo hoa nghệ thuật. Có thể thấy mọi người đang rất háo hức, mong chờ sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, năm Canh Tý năm 2020. Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ tâm điểm quảng trường thanh niên, các tuyến đường khác trong nội ô thành phố, rất đông người dân nhộn nhịp dạo phố chờ đón thời khắc giao thừa. Những sắc màu rực rỡ đua nhau khoe sắc làm cho không khí mừng năm mới thêm sôi động. Tại Cà Mau, theo kế hoạch, cùng với thành phố Cà Mau sẽ có thêm 4 điểm bắn pháo hoa tại các huyện Ngọc Hiển, U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời. Để cho chương trình được diễn ra thuận lợi, các lực lượng bảo vệ an ninh cũng túc trực thường xuyên nhằm đảm bảo thông suốt các tuyến đường trong và sau chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật. Tại đây, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đọc thư chúc mừng năm mới. Một mùa xuân nữa lại về, trong lòng mỗi người lại hân hoan cùng nhau mong chờ những điều tốt lành trong năm mới. Em cảm thấy rất là vui, tại vì đây là năm đầu tiên mà em đi đón giao thừa với bạn á. Thường thì mấy năm trước em chỉ đón giao thừa với ba mẹ ở nhà thôi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ với lại là có nhiều sức khỏe hơn. Em mong là năm mới thì em sẽ tốt hơn năm cũ. Năm mới thì em chúc cho, muốn cho gia đình là mọi sự đều bình an, mọi người có nhiều sức khỏe, và công việc thì rất là công việc thuận lợi, có nhiều thành công trong cuộc sống. Đất trời vào xuân, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Mỗi người chúng ta cùng nhìn lại những gì đã qua trong năm cũ và cũng cầu chúc nhà nhà người người năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự thành công.